老板你好，那我介绍一下，我叫周洪善，我今年31岁，我身高1米68，我体重50公斤，我高中毕业，我还没结婚，我是工人，我不怕辛苦，我介绍好了，谢谢老板。Em đã sang Đài Loan lần nào chưa? Chưa. Em có người thân bên Đài Loan không? Không ạ. Em có sợ vất vả không? Không ạ. Sang Đài Loan làm việc có sự cố phát sinh thì em sẽ tìm ai giúp đỡ? Em sẽ tìm môi giới. Được rồi. Xin chào.